cùng là một video được thực hiện ở Việt Nam cách đây 2 năm. Đam mê cá vàng có hỗ trợ một bạn chữa bệnh chổng ngược cho cá vàng, và bạn này đã quay lại quá trình hỗ trợ chữa bệnh và chụp hình cá trong lúc chữa trị. Bạn cũng đã thành công sau một buổi tối ngâm cá với lại muối và ớt.